Xin chào các bạn tiệm mèo Sen. Các bạn ơi, hôm nay tiệm chúng mình có mèo anh lông dài mọi người nha. Một bé mèo anh lông dài màu vàng red nha mọi người nha. Màu vàng tông màu đỏ. Rất là cháy, rất là rực rỡ, rất là đáng yêu. Mọi nhìn nè. Mẹ nó chơi buồn cười lắm mọi người ạ. Trông rất là cute. Cháu ngã con. Một em mèo anh lông dài thuần chủng, mặt cute hạt me nè. Bé này chơi rất là vui luôn Sen ạ. Đảm bảo mà Sen ở ngoài mà thấy em chỉ có mê luôn thôi. Ở trên video là giảm bớt độ xinh của em nha mọi người nha. Nè mọi người nè, cho em xem cận mặt nè. Miu miu. Mày miu 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 miu. Ra đây. Đây. Đây ra đây. Trời ơi, thế nào mà xinh thế. Hả? Nè. Trời ơi cưng ghê. Đây này con. Mọi người đón bé liên hệ với tiệm nha mọi người ơi. 2,6 triệu thôi ạ. 2,6 triệu là mọi người đón ngay được một em mèo anh lông dài thuần chủng của tiệm mèo Sen nha. Nè. Miu miu. Trời ơi cái chân. Rất là cưng mọi người ơi. Cuốn chủ nha. Ôi xinh thế này. Sen không đón thì hơi bị tiếc nha. Em ơi. Nè. Liếm. Mình kết thúc video của bé đây mọi người ơi. Hẹn các bạn mình những video lần sau nha. Chào mọi người đi con. Chào Sen đi ngủ đếm mà liếm nè. Bye bye mọi người nha.